Lang Thang Sài Gòn xin kính chào quý vị trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, thì hôm nay tôi quay ở đây cũng xin phép quý vị một khoảng thời gian cho tôi chia sẻ cái quan điểm của mình liên quan đến cái sự việc của Trọng Súng và cái băng nhóm YouTube trong những ngày vừa qua, nó cũng đã gây nên cái sự phẫn nộ, ức chế ở cộng đồng. Đấy. Đang có cái dấu hiệu là xem thường pháp luật, thách thức dư luận, thách thức cộng đồng một cách rất trắng trợn bằng những thước phim có sự dàn dựng. Đó là một trong những cái mà tôi cần nói trong cái buổi trò chuyện hôm nay. Xin thưa quý vị, thì không biết quý vị có để ý hay không, chứ ngay từ cái thước phim đầu tiên mà Nhịp Sống Niu bước về quê hương của Trọng Súng, đó là Rạch Sỏi Kiên Giang, để quay gia đình Trọng Súng. Lúc đó là hình ảnh của một người cha lam lũ, ăn ngủ một mình, buôn gánh bán bưng để lo tiền cho con mà trả nợ cho xã hội đen với một ngày tiền góp là 50 ngàn. Đúng không ạ? Và cũng từ những thước phim đó, thì tôi xin thưa đó là những thước phim giả dối, giả tạo. Đấy. Thì từ những thước phim đó cho nên là Trọng Súng mới nhận được 20 triệu của từ chị Đạt Lý. Và chị này gửi qua số tài khoản của Trọng Súng. Vì sao? Vì lúc đó là sự việc của Trọng Súng nó quá ồn ào cộng đồng mạng. Cho nên cũng thông qua những cái mà gửi qua cái số tài khoản thế để mà xoa dịu cộng đồng. Đấy. Thì tôi hỏi quý vị, riêng thằng Nhịp Sống Niu nó có hành động lén lén lút lút như một thằng ăn trộm như thế thì nó có đủ cái sự minh bạch hay chưa? Tại sao mà đưa những thước phim mà không có một cái sự kiểm chứng xác minh về cái gia đình Trọng Súng khi đã bước xuống như đó rồi mà đến bây giờ mới lòi ra là cái như nó cố xây dựng một hình ảnh của một người cha già lam lũ thương con thương cháu. Tôi hỏi quý vị, ngay từ những thước phim đầu tôi cũng đã nói rồi, đó là một trong những thước phim nó không có cái giá trị, một trong những thước phim có cái sự dàn dựng, đúng không ạ? Cho nên mới có ngày hôm nay. Cho nên khi tôi nói ra, thật sự tất cả quý vị là cái như đại đa số, rằng có một số bà con ở đó là tội gia đình Trọng Súng, tội trong tòa tê. Đấy. Thì đến bây giờ tất cả mọi chuyện đã vỡ lẽ, ngay cả Nhịp Sống Niu nó cũng đã thừa nhận là những thước phim đó nó cũng muốn xây dựng một hình ảnh của một người cha già lam lũ. Đấy. Nhưng bây giờ là sao? Cho nên tôi nói quý vị, khi mà nó trồng một cái cây mà trái đắng thì không bao giờ nó hưởng được trái ngọt. Ngay từ ban đầu nó cũng đã có những dấu hiệu lừa dối cộng đồng. Đấy. Nó đã có những dấu hiệu lừa dối trên những mạnh thường quân thật sự. Những mạnh thường quân mà giúp cho Trọng Súng 20 triệu đó là những mạnh thường quân có cái tâm thật sự. Đấy. Vì họ không muốn thấy hình ảnh của một người cha mà lam lũ như thế để đóng tiền góp cho con của mình một ngày chỉ 50 ngàn mà không có tiền đóng. Bán sữa hoặc là bán tất cả những cái món ăn hàng ngày ở vỉa đường thì thật sự cũng ế ẩm quá, thì ai nhìn vào đó cũng là thương xót cả. Cho nên tôi nói rằng cái băng nhóm này nó không có một cái lương tâm, nó không có một cái đạo đức. Đấy, cho nên nó đưa những thước phim giả trăng như thế để đánh lừa mạnh thường quân như thế. Cho nếu nó có một cái lòng tự trọng bản thân thôi thì nó xuống đã xuống tới đó rồi phải đi xác minh. Xác minh hoàn cảnh đó có thật hay không, người ta vì sao đổ nợ, đấy, có chơi đề chơi đốm hay không, gia đình có chí thú làm ăn hay không, người ta có ốm đau bệnh tật gì không. Xin thưa quý vị, tất cả những vấn đề đó tôi kể như là biết rất rõ là gia đình Trọng Súng là một thành phần siêng ăn nhát lại. Ở tại đất Rạch Sỏi Kiên Giang, gia đình Trọng Súng cũng bị rất nhiều người chê trách phỉ báng chứ không phải không. Vì sao? Sống ỷ lại người khác. Và đến bây giờ lên Sài Gòn, thật sự tất cả là cái làn dư luận, cái làn sóng đấu tranh phẫn nộ nó vô cùng lớn. Vì sao? Bôi bác cả những bà con ở Rạch Sỏi Kiên Giang. Đó là một hình ảnh mà đang cái làm xấu đi cái khuôn mặt của là bà con Rạch Sỏi Kiên Giang nói riêng và bà con Việt Nam của chúng ta nói chung. Không thể chấp nhận được hình ảnh của một người mà còn đủ sức khỏe, còn đủ lao động, còn sinh nở được mà cả gia đình không bất kỳ ai ốm đau bệnh tật mà lên ăn mày,
anh bám với cộng đồng mạng trong suốt là cái gần 2 năm trời, từ năm 2021 cho đến bây giờ. Và năm 2022 nó cũng mò cái mặt đất Sài Gòn để kêu gọi Lê Hồng Thiện để có những cái chiêu trò mới mẻ. Tuy nhiên, với cái áp lực của dư luận, với cái búa rìu dư luận, Lê Hồng Thiện nhúng là không được, chứ phải rút. Thì nhịp sông Niêu nó là cái thằng cái đầu dây mối nhợ cho cái mồi nổ này. Đấy, nó bu cho nó quay, trọng súng là quay bất chấp, quay ngày đêm, nó quay lên, quay lết, quay lơ, quay bò ở trường, nó quay cái bất chấp. Đấy. Nó nói nó là thằng đi giúp cho trọng súng, nhưng thật sự nó không phải là giúp. Đấy. Nó giúp cho bản thân của nó để có những cái đồng view bẩn. Đấy, đồng tiền view bẩn đó. Cái thứ hai, nó đang là góp phần để xào xáo xã hội. Cho nó không có một công trạng trong vấn đề của gia đình trọng súng cả. Nó đang góp phần để mà làm mất cái niềm tin của mạnh thường quân ở phương xa bằng hình ảnh của gia đình trọng súng. Đấy. Thì tôi hỏi quý vị, gia đình trọng súng thì người ta còn nói là cạnh bã xã hội thôi, thì thằng nhịp sông Niêu nó là một thằng có cái đầu óc minh mẫn mà nó lại nhúng tay vô để mà làm những cái trò mèo đó. Nó cố tình nó xây dựng cho ông Tò Te này hình ảnh một người cha đáng thương, chịu thương chịu khó để mà chăm lo cho con cho cháu, thì nó là cũng một thằng cặn bã của xã hội, nó không xứng đáng. Đấy. Tôi hỏi gì, thà sự việc này nó im thì cho nó im luôn, nhưng nó đã lên cộng đồng mạng, nó nói rằng nó là người xây dựng hình ảnh của ông Tò Te là một người cha đáng thương đáng khổ. Đó, tôi hỏi quý vị, đó có phải nó lạy ông tôi ở bộ này hay không? Đấy. Đó là đúng là cái bản chất. Mà cái bản chất bọn này, ngay từ đầu tôi nói rồi, đây là những thước phim dàn dựng nhằm đánh vào cái lòng từ bi bác ái của một số bà con phương xa mà thiếu sự hiểu biết chứng kiến cho gia đình này. Đấy. Chứ không phải là tôi mới nói đây, mà tôi nói ngay từ lúc cái thước phim mà Lê Hồng Thiện quay trọng súng lần 2. Đấy. Và trước đó năm 2001 tôi cũng đã nói rồi, nhưng cái tiếng nói của tôi lúc đó nó không có cái sự lan tỏa. Đấy. Và lúc đó cũng là đang cái mùa dịch, mà tất cả các bà con cũng thương là thương cái hoàn cảnh của những đứa con của trọng súng. Đấy. Cho nó cũng đang lựa cái cơ hội đó để nó kiếm chắc rất nhiều trong cái vấn đề mùa dịch năm 2021 bằng cách là cũng than thân than phận, cũng đưa những hình ảnh vợ dạy con thơ đấy quý vị. Và kết quả sao? Nó nhận được mấy trăm triệu và cái như một xe hàng, cái như là đồ gia dụng, là cái chở về cái như từ Sài Gòn chở về Rạch Sỏi Kiên Giang. Đấy. Tôi hỏi quý vị, đó là một trong những gì? Một trong những chiêu trò. Thì thôi, nó cũng biết là cái thân phận nó ở đâu, nó cũng lo chí thú làm ăn để mà rửa nhục lại cho mình chứ. Đằng này năm 2022 nó cũng quay lại đất Sài Gòn, và cũng dưới sự dẫn dắt của thằng nhịp sông Niêu này, nó làm những cái chiêu trò điên đảo cả cộng đồng. Đấy. Và đến bây giờ nhịp sông Niêu nó cũng tự khai. Đấy. Cho nên tôi nói là cái băng nhóm này sẽ có ngày nó sẽ tự khai toàn bộ. Đấy. Cho nên vì sao ông cứ liên tục là than hết tiền hết bạc, vì sao ông cảm thấy là dễ ăn tiền mạnh thường quân quá? Vì còn có nhiều mạnh thường quân còn mù mờ quá, không hiểu của gia đình này. Cho nên á, ông cố tình ông than, cố tình ông khóc. Đấy. Để sao? Cuối ngày có người ta giải cứu trái cây, cuối ngày có người ta âu bế vào cái như là nhậu nhạt. Đấy, bằng những cái lon bia mà mắc lạnh, chứ ở dưới quê không uống rượu đế, cái như làm cho có bia rượu uống. Lên này là có bia, tủ lạnh. Đấy, cuộc sống vương giả, cuộc sống là cái thật sự không thiếu thốn cả, mà cuộc sống đủ đầy. Đó. Cho nên vì sao cả xã hội, cả cộng đồng mạng mà đang chê trích, chỉ trích cái sự việc này, mà gia đình của ông vẫn bình chân như vậy, vẫn là mặt dày đó lên cộng đồng mạng, có những cái chiêu trò như những ngày vừa qua. Đấy, và đến bây giờ thực sự cơm không lành, canh không ngọt, thì nhảy ra tố giác nhau. Tố giác bằng những cái chiêu trò đó là cũng liên quan đến tiền bạc. Đấy. Cho nên tôi nói nếu thằng nhịp sông Niêu nó còn một cái chút gọi là lương tâm một con người thực sự, thì nó cũng nên là nó khai ra hết tất cả những chiêu trò của gia đình này. Đấy, để lấy công chuộc tội. Đấy. Chứ nó đã khai ra ông Tò Te rồi, là cái như nó cũng nói là nó cố tình nó dàn dựng cho một cái hình ảnh một người cha già lam lũ bằng cái áo đen đấy quý vị. Bằng những cái chiêu trò là bán cái như để trả nợ cái như là 50 ngàn một ngày. Đấy, bán sữa đậu nành, rồi bán cái như là đồ ăn thức uống đó, mà một ngày không đủ trả nợ 50 ngàn. Mà ông lên đất Sài Gòn này một ngày ông thu tiền triệu. Tôi hỏi quý vị, từ một người mà có cái thu nhập nó nằm ở đáy xã hội mà lên đây là gọi là một cái như thu nhập của một người đáng được mơ ước của rất nhiều người. Đấy. Cũng vì đâu? Cũng vì cái băng nhóm này, cũng vì cái thằng nhịp sông Niêu. Đấy.
nó dàn dựng ra những hoàn cảnh là thế. Cho nên ngay từ đầu tôi nói là cái như là thực sự không sai. Đến bây giờ chính miệng nói ra thì quý vị là không biết có nhìn nhận lại những gì tôi nói trước kia không. Cho nên ngay từ những thước phim đầu tiên tôi nói, băng nhóm này nó dàn dựng để mục đích là rút ruột đồng tiền của Mạnh Thường Quân. Đó là một trong những chiêu trò thực sự. Đấy. Và những chiêu trò này cần phải được lên án, cần phải được tẩy chay. Đấy. Chứ không thể dung hòa, không thể bắt tay làm hòa. Đấy. Và cũng không thể chấp nhận những cái sai trái mà anh chưa có những động thái xin lỗi cộng đồng. Thành Nhịp Sông Niêu phải nên xin lỗi cộng đồng vì những cái chiêu trò bắn, vì những cái thước phim dàn dựng. Đấy. Vì những cái mà nó tuyên bố cộng đồng là nó cố tình nó dàn dựng cho hình ảnh của một người cha già lam lũ. Và nó móc nối với Mạnh Thường Quân để chuyển ngầm cho Trọng Súng 20 triệu trong những ngày mà nó từ Kiên Giang nó bước về thì Trọng Súng nhận được 20 triệu ngay. Đấy, tôi hỏi quý vị, nếu như nó là một thằng có lương tâm thì kể như là nó xuống đó nó xác minh rất rõ ràng kỹ lưỡng. Thì tôi hỏi quý vị, làm những cái chuyện Mạnh Thường Quân mà nhầm, làm cái chuyện Mạnh Thường Quân mà cái như là chia sẻ cái như là không đúng cái như là hoàn cảnh. Nhưng tôi hỏi quý vị và tất cả chúng ta cũng đều có một câu trả lời. Trọng Súng không phải là thành phần đáng được giúp đỡ và gia đình Trọng Súng cũng vậy. Nó còn đủ sức khỏe, còn đi làm được, còn kiếm sống được. Đấy, còn mưu cầu hạnh phúc thì người ta sẽ còn mưu cầu kiếm sống. Đấy. Khi nào người ta không còn mưu cầu hạnh phúc ấy, khi nào người ta không mưu cầu cuộc sống thì người ta mới bỏ phế cuộc đời. Chứ đằng này tôi thấy là cái như là nó ra đường nó vẫn đội mũ. Đấy. Nó ăn nó vẫn còn biết giữ vệ sinh thì chứng tỏ là trong tất cả những cái mà cái mấu chốt cuối mấu chốt mà cái như là cốt lõi cuộc sống nó vẫn đang cần thì chắc ăn nó cũng muốn rằng đấy nó có cái cơm ăn áo mặc. Thì nó phải đi lao động dùng sức của nó để tìm những cái yêu cầu thiết yếu cho cuộc sống buộc nó phải làm như thế. Chứ không ai mà nâng đỡ nó hoài. Mà tại sao đến bây giờ là vẫn còn nhiều người cưu mang giúp đỡ nó? Vì sao? Cũng do cái đám YouTube này. Nó vô hình chung nó dựng lên một cái nhân vật mà gọi là mặt dày ăn bám xã hội. Đấy. Để cho cộng đồng mạng để Mạnh Thường Quân cưu mang giúp đỡ. Tôi hỏi quý vị, nó có quyền lợi nó không? Trong ban nhóm nó có quyền lợi nó không? Đấy. Và đến bây giờ giai đoạn đấu tố đấy, nó rối nồi cháo heo hết thì chắc ăn sẽ có những cái màn hay cho chúng ta thấy. Tôi hỏi quý vị, tôi hỏi tất cả các bà con nè. Tôi ví dụ, nếu như trong cái băng nhóm này, trong băng nhóm này khi nó bước xuống gia đình Trọng Súng nó xác minh, nếu mà tất cả mọi chuyện của gia đình Trọng Súng nó sẽ phơi bày ra hết xã hội. Phơi bày hết xã hội bằng những thước phim chân thật thì cái sự việc Trọng Súng là nó kết thúc từ lâu và bị cộng đồng mạng là tẩy chay từ lâu rồi. Nhưng nó đã xuống tới đó mà nó không có động thái xác minh, nó quay những thước phim rỗng tuếc đấy, giá nghèo giá khổ để đưa lên đó là Mạnh Quân rót về 20 triệu. Để tôi hỏi quý vị, tiền đó đâu phải là cái tiền mồ hôi nước mắt của nó mà nó thương nó xót. Cho tôi hỏi quý vị, cái hành vi đó, cái hành vi băng nhóm này nó có thương người thật sự hay không? Hả? Hay là nó đang lợi dụng vào tình thương bác ái của người khác để nó sống trên cái tình thương bác ái của người ta? Đó có phải là cái lũ tầm gửi đang sống tình thương của người ta hay không? Đó, điều đó là đúng chứ không sai. Nó đưa một thước phim không có một giá trị, không có sự xác minh thì chắc ăn sẽ có Mạnh Thường Quân sẽ lầm đường lạc lối, sẽ sập bẫy ngay. Và điều đó là sự thật đó. Và những ngày vừa qua chúng ta luôn luôn chứng kiến những vấn đề đó. Cái vấn đề thứ hai, cái việc mà nó giải cứu cái như là cái cam ép của Trọng Súng. Tôi hỏi quý vị, những vị nào mà có cái đầu óc ấy, mà cho tiền để cho mà nó giải cứu nước ép cam ấy, thì quý vị cũng nên đi khám lại CT não hay là xem lại cái đồng tiền đó có phải là đồng tiền trong sạch hay không. Chứ tôi thấy có những cái nó sai sai. Tôi hỏi quý vị, một ngày nó bán mà nó ra lúc trưa, lúc trưa nó bán đến tầm cái như là 2-3 giờ chiều rồi nó nghỉ, rồi cái như là đi giải cứu nước ép cam. Trời ơi, một ký cam nó mua ở chợ là khoảng tầm 10.000 trở lại thôi. Đấy. Mà một ký cam đó nó làm ít nhất là khoảng là 3 ly nước. Thế tôi tính một ly nó bán khoảng là cái như là
15 ngàn đi, thường thường nó bán 20, nhưng tôi tính là một ly nó bán 15 ngàn, thì 3 ly là được 45 ngàn. 45 ngàn trừ 10 ngàn tiền gốc là còn 35 ngàn, tôi tính là nó trừ cả như là 5 ngàn tiền, tiền đường, tiền bịch, tiền đồ đi, đúng không ạ? Thì một cái cam nếu nó ép ra nó bán lời được 30 ngàn. Một ngày nó bán là cả 100 ký như thế, thì quý vị tính đi, ngay cả cái nước ép mà quý vị đang giải cứu là ngày cả 100 ký đó, thì một ngày cả lời cả như cả tiền triệu không đấy. Mà lúc nào quý vị cũng đi giải cứu nước ép trái cây, mấy vị làm cho rui, giải cứu cho ai? Giải cứu là cái như là cái hành vi của quý vị giải cứu đó là cái như là nó ép xong rồi nó thấy người đi dọc đường ra đó, rồi nó phát, những người ăn cơm rồi tới nó phát. Giải cứu quý vị nó đi sai mục đích. Cái đồng tiền giải cứu quý vị vô hình chung làm một cái đồng tiền khuyến mãi để cho quán cơm với là cho những bà con đi đường đó. Mà những bà con đi đường thật sự họ dư tiền để họ mua nước đó hủ. Trong khi đó những người nghèo thật sự, những người họ nằm lăn nằm lết ở ngoài công viên vỉa hè, những bà con mà họ nuôi bệnh nhân, họ nuôi người nhà ở bệnh viện, họ cần một hộp cơm. Quý vị mà bỏ tiền ra để mua 100 ly nước cam ép mà đã đi giúp cho Trầm Súng chi bằng quý vị cái như là tổ chức đi phát cơm vào những vị trí đó, tôi thấy nó ý nghĩa hơn nhiều. Tôi thấy nó ý nghĩa hơn nhiều mà nó có hành vi hành là một hình ảnh rất nhân văn. Đúng không ạ? Đằng này quý vị đang a vua cổ xí cho cái thằng kể như là siêng ăn nhắc làm, đứng ra nó dốc, cái gì nó cũng nói được, cái gì nó cũng biết được mà mọi cái chữ nhục nó không biết. Đấy. Thì tôi hỏi quý vị, đồng tiền quý vị có đi đúng mục đích hay không, có ý nghĩa hay không? Mà quý vị cứ nghĩ rằng cái như là ta đứng ra ta mua nó 100 ly nước cam chắc là ngày mai ta nhận được phước. Quý vị đang tạo nghiệp cho phước đâu ra đó mà đi làm từ thiện, kiểu trò mèo đó mà từ thiện. Đúng không? Làm từ thiện là làm những người mà họ nghèo, họ khổ thật sự đó, họ cần cái cuộc sống, họ cần cơm ăn hàng ngày đó. Chứ ai làm từ thiện mà mua nước trái cây của một cái thằng mà cái như là siêng ăn nhắc làm rồi đi cho mang chắc đi khuyến mãi, đi quảng bá cái nước ép cam của nó mà quý vị từ thiện cái gì? Quý vị đang có tiền, quý vị dùng sai mục đích. Tôi không nói quý vị ngu, chứ thật sự những cái hành vi quý vị là xã hội không chấp nhận được. Đấy. Tôi không nói quý vị là cái như là mua giải cứu là nước ép trái cây của Trọng Súng là quý vị ngu, nhưng thực sự hành vi quý vị đó là không ai chấp nhận được. Tôi nói là sự thật mất lòng. Thì vị nào mà cái như là đi mua nước trái cây đó rồi giải cứu Trọng Súng thì tự mà suy nghĩ lại đúng hay sai. Đấy. Thay bằng ta dùng tiền đó để ta mua cơm, mua đồ ta phát những bệnh nhân nghèo, những bà con mà vô gia cư thực sự họ cần miếng ăn. Còn Trọng Súng dù sao ăn uống hàng ngày nó vẫn là phủ phê. Quý vị có thấy trong nhà nó chưa? Đấy. Ăn toàn ăn cơm hộp không chứ đâu có phải là cái như nấu ăn nữa đồ. Đấy. Mà cơm hộp tôi hỏi quý vị, cái gia đình của nó mà cái như là bây giờ cái quốc cơm hộp đó một ngày mất gần cả nửa triệu bạc hay không? Thì tôi hỏi quý vị, nó có phải nghèo không? Tất cả các bà con ở cái nước ngoài kia mà vẫn chia sẻ tôi là sáng người ta vẫn là dở cà mèn cơm để đi tới sở người ta ăn. Mà gia đình Trọng Súng sao? Muốn ngồi quán lúc nào ngồi, muốn ăn lúc nào ăn. Đấy. Thế quý vị nghĩ quý vị giúp là đúng hay chưa? Đồng tiền đó mà quý vị gửi cho những kênh YouTube này để nó đi giải cứu cho Trầm Súng bằng những cái ly cam ép đó, quý vị thấy là đồng tiền đó dùng là đúng ý nghĩa hay chưa? Thì tôi đảm bảo rằng quý vị sẽ có một suy nghĩ. Cái thứ hai, quý vị dùng những đồng tiền đó để quý vị mua những cái cam mà gọi là cam hết đát, cái cam tồn để quý vị đi chia sẻ cho những bà con nghèo thật sự. Cái lương tâm quý vị nằm ở đâu? Lương tâm quý vị bị chó đớp hết rồi. Quý vị làm những cái trò thế thì không ai khen quý vị cả, mà người ta đang phỉ báng vào trong mặt quý vị. Vì sao? Quý vị dùng đồng tiền mà nó không có một cái giá trị. Đồng tiền là chúng ta phải dùng như thế nào đúng ý nghĩa thì đồng tiền mới có giá trị. Nhất là trong công tác từ thiện. Đồng tiền phải đi đúng ý nghĩa, đúng trường hợp, đúng hoàn cảnh thì đồng tiền của ta nó sẽ phát huy tác dụng. Còn đồng tiền quý vị mang chắc là quý vị dùng bừa, dùng đại, dùng vô tội vạ. Quý vị là chẳng qua là những người trập phú, chứ quý vị không có cái kiến thức mà trong cái công tác hành thiện.
Cho nên tôi nói từng nói một câu là từ bi phải có trí tuệ. Nhưng quý vị không có một trí tuệ mà quý vị là từ bi là quý vị đang tới tay. Và những ngày vừa qua quý vị giúp cho gia đình Trọng Súng, đó là quý vị đang tiếp tay. Tiếp tay cho một thành phần cặn bã xã hội đang muốn quấy nát xã hội này. Chứ không phải là đi giúp của đó mà giúp đúng. Còn cái vấn đề tôi nói quý vị, một ngày của đó nó thu nhập như thế, tính tất cả các khoản tiền, từ cái tiền người ta bố thí đấy, nó bán người ta 5 cây cam, người ta vẫn đưa 500 ngàn, nó ngửa tay lấy, mà lúc nào nó nói thôi dành cái khoản này cho người khác. Nó nói được cái miệng nó làm được cái gì? Lúc nào nó dành cái khoản này cho người khác, mà lúc nào đưa tiền nó cũng đốt, đưa tiền đốt. Cái miệng của nó như cái miệng con cá tra đó quý vị. Nó há cái mồm ra cái chờ người ta giục tiền là đốt thôi, chứ nó đâu có biết là liêm sĩ. Nó đâu biết là hôm qua nói gì mà hôm nay giục tiền là đốt. Nó giống như cái dòng cá tra mà cái như chờ sẵn ở dưới gầm cầu. Đấy. Cái chờ người ta bẩm xuống là cái nó hả mỏ đốt, mà đốt xong rồi nó quay sang nó nhường cho hoàn cảnh khác. Hôm nay con kẹt quá, con nhận tiền này để cho con ăn học, chứ con cũng muốn là dành cái khoản này cho người khác. Ủa, mày nói được thì mày phải làm được. Đấy, tôi hỏi quý vị, con của nó học miễn phí, học trong cái trường không đồng, thì nó cần tiền làm gì? Mà lúc nào nó cũng nói là tiền nó lo cho con ăn học. Mà lo cho con ăn học, tôi nói ví dụ, con nó thì một kỳ cũng đóng học một lần đấy, hoặc một tháng đóng một lần, chứ không phải đóng từng ngày. Mà ngày nào cũng là hỏi là cái như là tiền cho con ăn học, tiền thế này thế nó khác. Mà lúc nào nó cũng nói, chứ tôi hỏi quý vị, tiền của nó buôn bán nằm ở đâu? Hả? Tiền của nó buôn bán nằm đâu? Hay là tiền đó nó đang đi sử dụng cho mục đích khác, rồi nó dùng giả nghèo giả khổ, cũng dùng những cái chiêu trò để xây dựng hình ảnh của một thằng, cái như thằng cha lam lũ, như là thằng Nhịp Sống Niêu nó xây dựng tò te đấy, là để cho quý vị xót xa, quý vị gửi tiền về đấy. Còn cái hành động tôi nói là một thằng đàn ông mà có vợ được, có con được, mà không sắm cho vợ một cái bộ đồ để nó mặc, nó tươm tắt, mà để cũng phải ngửa tay nhận 2,5 triệu của người ta để mà cái như là cho vợ mua đồ để mặc. Đấy. Tôi hỏi quý vị, cái liêm sĩ nó còn hay không? Đấy. Một cái hành vi xíu đó thôi thì chúng ta đánh giá con người, mà đánh giá cả một gia đình. Đấy. Đó là một trong những cái gì? Một trong những là ăn mày dài tập đó. Hết chiêu này đến chiêu khác, hết chiêu khác chiêu nợ. Đấy. Tôi hỏi quý vị, người ta đưa con ra đường ăn xin ăn mày, chẳng qua là những người họ đi dọc trên tuyến đường đó, họ bắt gặp, họ thương xót, họ đưa, họ cho người 5 ngàn, người 7 ngàn, người ghế như là một ve kem hay là một người cái kẹo, thì cái đó cũng đã gây bức xúc trong dư luận rồi. Đằng này nó ăn mày trên cái công nghệ 5.0 thì nó lan rộng ra cả toàn thế giới. Tôi hỏi quý vị, 1 triệu người xem, chắc ăn sẽ có 1% sẽ sập bẫy. 1% sập bẫy. Mà thời điểm bây giờ tôi nói quý vị, tất cả tiền bạc đâu phải cái gì đâu mà khó chuyển qua vô tài khoản. Chuyển vô tài khoản là nhanh nhất và gọn nhất và im xuôi nhất, không ai mà nói sao giúp Trọng Súng cái này khác. Vì thực sự qua một cái sự việc của Trọng Súng nhận 20 triệu từ chị đặc lý nào đó, thì chúng ta mới thấy rằng chắc ăn sẽ có những khoản tiền khác nữa chuyển vô số tài khoản của Trọng Súng. Cho nên vì sao cả cái gia đình mà mặt dày đến mức mà xã hội lên án, xã hội đang chỉ trích, mà nó vẫn bình chân như vậy? Vì nó có những cái món hời. Đấy, chấp nhận mặt dày đó, người ta chửi có tiền là cứ chửi, đúng không? Cho những ngày vừa qua đó, đó là một trong những cao trào mà nó hết tung chiêu này đến chiêu khác. Đấy. Hết cái bài này đến bài khác. Tôi hỏi quý vị, nếu một người họ có cái liêm sĩ, họ có cái danh dự, thì xã hội chửi như thế, xã hội lên án như thế, thì nó dừng ngay. Nó dừng ngay. Đấy. Chứ làm gì cái chuyện mà nó ăn dầm em giờ trên cộng đồng mạng như thế, cho đến bây giờ thời gian khá dài rồi. Vì sao sự việc nó càng nóng? Vì sao sự việc nó càng cái như là đến một cái cao trào? Đấy. Cho nên những vị mà nói là giúp cho Trọng Súng, nó có cái điều kiện để lo cho con nó ăn học, tôi nói quý vị, giúp cả đời con nó vẫn dốt. Tôi hỏi quý vị, bây giờ nó nói con nó đi học đó, con đi học đó là cái trách nhiệm của nó. Vì năm ngoái người ta cũng gửi cho nó một số tiền lớn để cho con đi học rồi, không phải mới năm nay.
đó, mà đã gửi tiền cho nó, lý do nào nó không cho con ăn học, họ quý vị bây giờ cứ sợ con nó thất học. Còn cái thằng Nhịp Sông Niêu nó nói là cái ráng cho con ăn học đi em, ráng con ăn học để có cái chữ để biết chữ. Cái bản thân mày mày có chữ mà mày cũng ngu như con lợn đó, mà muốn chi là cái như là ấy gì. Khi nào mày có chữ, mày nói mày là một thằng cái trình độ đấy, thì mày phải làm thế nào để cho xã hội họ có một hướng nhìn mới. Còn đằng này mày gọi là mày một thằng cái trình độ mà còn đã a vô cổ xí cho một cái gia đình ăn bám lên xã hội, thì mày còn dốt hơn những người không có chữ nữa. Đấy là sự thật mắt lòng. Cũng chính nhận thức phim mày đó, cũng chính cái tay mà tát vô mồm mày chẳng ai cả. Đấy. Mày cố tình mày dàn dựng cho một cái hình tượng của một người cha lam lũ như đến bây giờ. Cái sự lam lũ có không? Hay là một trong sự ngụy tạo? Đấy. Mày là một thằng có trình độ. Mày cũng từng xưng là mày học trường này, trường nọ, trường kia. Nhưng thật sự, những cái hành vi, những cái thước phim của mày đưa lên mà đã dàn dựng cho một cái gia đình mà ăn bám xã hội, để làm cho xã hội dậy sống, thì mày là một thằng như là thực sự cái trình độ mày không thể dùng được trong cái thời điểm bây giờ. Cái trình độ mày vẫn dùng trong những cái sự việc đi lừa lọc, đi dối trá xã hội thì được. Chứ còn dùng trình độ mày để cho xã hội trong hơn, sạch hơn, ta đảm bảo là dùng không được. Đấy. Riêng Nhịp Sông Niêu nghe. Còn những thằng kia sắp tới cũng lên thớt. Với cái đà này, tôi đảm bảo rằng ông Tò Te sẽ khai hết. Vì đi theo ổng, tôi đã hỏi quý vị, bây giờ ổng còn con còn cái, ổng còn cái như là lao động kiếm sống được, mà lý do gì cái băng nhóm này nó bu vô, nó còn đòi chở ổng đi khám bệnh viện nữa. Tôi hỏi quý vị, cha của nó bỏ ở quê kìa, mà nó đã có động thái mà điện thoại hỏi thăm cha nó khỏe hay không khỏe đâu. Bao giờ cái như nó điện thoại một ngày điện một lần là cha khỏe không khỏe. Nó còn công việc của nó, nó còn cuộc sống của nó. Đấy, cho nên tôi đảm bảo rằng dưới những đứa này thì một tuần nó điện gì cho gia đình chỉ một lần hai lần là hết đáp. Còn đằng này ông Tò Te quý vị thấy nó tới nó âu bế ở chú sao, rồi chở chú đi khám, nó làm những trò mèo bay, làm giống như cái thời xưa mà gọi là Phật sống. Đấy. Bay chẳng phải đưa những thức phim nó rộng tét đấy để bay đánh lừa, bay đánh cái như là lừa cái như là xã hội, đánh lừa cộng đồng mạng thôi. Chứ thực sự bản chất bay nằm ngay ở đó, đó là những cái vấn đề đấy. Dối trá, lọc lừa. Chứ bay đâu có tình yêu thương bác ái thật sự. Nếu bay cái tình yêu thương bác ái thật sự thì bay phải làm cho nó rõ ràng, là công minh. Đấy. Nó đúng cái hoàn cảnh, đúng trường hợp. Giúp là giúp đúng, còn không giúp thì thôi. Đừng có kiểu như mèo bữa đấy mà mày quay vô bay. Mục đích của bọn bay là câu like. Thứ hai nữa là bay muốn rằng xã hội nhìn bay bằng một ánh mắt khác. Đó là từ bi bác ái. Nhưng thực sự từ bi bác ái của bay đó là bên trong là một con quỷ dạ xoa. Bay không có từ bi bác ái kiểu đó mà bay dẫn dắt dư luận, bay dẫn dắt xã hội đi theo hết cái chiều hướng này đến chiều hướng khác. Đấy. Để bay lừa lọc dối trá cộng đồng thì tôi hỏi quý vị, những hành vi mà lừa lọc dối trá cộng đồng như Nhịp Sông Niêu nó xây dựng một hình ảnh của một người cha lam lũ thương con thương cháu như ông Tò Te, như những gì nó khai ở cộng đồng, thì đó có phải là sự từ bi bác ái hay không? Nó có đủ sự mà từ bi bác ái hay không? Đấy. Đó là một hành vi người ta gọi là lừa lọc dối trá, một sự là lọc lừa. Đấy. Hay là người ta nói đang lừa đảo tình thương của người khác. Đấy. Chứ không có kiểu mà từ bi bác ái như cái lũ này. Đấy. Mà chắc ăn một thằng Nhịp Sông Niêu như thế thì nguyên cả banh của nó là như nhau. Đấy. Cho nên vì sao nó vẫn ém được cái như số tiền 20 triệu mà cái như để cho Mạnh Thường Quân gửi riêng ở Trọng Súng, nó không lên loạt cái cộng đồng mạng lý do đó. Và tôi hỏi rằng ngoài 20 triệu đó còn những khoản tiền nào khác nữa hay không? Đấy, vì Trọng Súng có số điện thoại. Đấy. Thì bà con chẳng qua là thấy số điện thoại, nó điện thoại phát gửi trực tiếp, nay chuyển tiền đơn giản, rất nhẹ nhàng. Đấy, tôi hỏi quý vị, những hành vi đó là những hành vi gì? Đấy. Mà quý vị vẫn đang cổ xí a vua là gia đình Trọng Súng tội, Nhịp Sông Niêu nó người tốt. Nó là một trong những thành phần mà tiếp tay giật tích tất cả những cái dư luận vừa qua để cho cộng đồng thêm phần dậy sóng. Chứ nó không có từ bi bác ái. Nó từ bi bác ái là nó đã tìm những hoàn cảnh cần thực sự để nó chia sẻ bằng thực sự, bằng những thước phim thực sự, không có sự dàn dựng dẫn dắt. Đấy, đó mới là những thằng nó làm minh bạch rõ ràng, công tâm. Nó giúp đúng trường hợp, đúng hoàn cảnh. Nó xác minh đủ đầy, đúng,
Đấy. Đồng tiền của bà con đưa ra cũng cảm thấy ấm lòng, cũng cảm thấy vui vẻ. Đấy. Đằng này tôi thực sự mà mấy vị mà gọi là mạnh thường quân đi giúp gia đình Trọng Súng, bây giờ nhìn những thước phim của nó vừa qua đó, với là khi mà thằng Nhịp Sông Niêu nó khai ra, quý vị cũng đang tức ói máu luôn chứ làm những cái chuyện mà cái từ bi bác ái mà ra, giúp đâu ra kiểu đó. Đấy. Trên một thằng đàn ông mà lo cho vợ không nổi một cái bộ đồ để nó đi ra đứng bán thì gọi là cái nhận phớ thải rồi. Còn bây giờ ngửa tay nhận tiền mạnh thường quân, mà khi nhận tiền mạnh thường quân rồi nói một câu đúng rồi. Đấy. Rồi cái như là nói để cái như là dành cho trường hợp ác thế, hồi giờ mà dành trường hợp nào? Tao nói thật, bây giờ người ta gửi mày 1.000 mà cũng ngửa tay mà đốt cho dành gì trường hợp khác. Mày mang chắc là tận thu. Thằng Trọng Súng này làm với gia đình của nó là mang chắc tận thu, chứ nó không bao giờ nó biết là cái điểm dừng. Đấy. Nó giống như một cái thạch sùng đó quý vị. Giờ tận thu thôi. Bây giờ là buông ra cái tiếc anh đách mà cái chết lưỡi. Mà sợ bây giờ nếu có món hời mà ai gửi cho nó 5-7 triệu đó, nó buông ra nó chết liền. Đấy. Nó tiếc, anh quen những quen đấy. Trước giờ cái được người ta cái như là cung phụng, được người ta cái như lo lắng, được người ta cái như dân tới tận mỏ rồi đấy. Bây giờ cái như được cái đám YouTube này nó tăng bốc lên nữa đấy. Cho quý vị thấy đi, những cái hành vi mà nói giải cứu nước cam ép hay là giải cứu trái cây là những vị nói thật sự, những vị mà cái như đó là chẳng qua những trọc phú thôi, thật sự đâu phải là có một cái trí não mà để làm thiện thật sự. Tôi nói thì thực sự sự thật mất lòng. Quý vị cứ nhìn cho nó rõ trong một cái viễn cảnh giữa Trọng Súng và những người vô gia cư thực sự. Đấy. Trọng Súng dù sao nó vẫn có cái căn nhà nó thuê nó ở. Đấy, vẫn có cơm ăn áo mặc. Đấy. Vẫn dù sao vẫn là cái cuộc sống của nó vẫn buôn bán hàng ngày để sống được rồi. Như thế là đủ rồi. Đấy. Còn nhiều người nữa họ đau yếu bệnh tật. Họ nằm vỉa hè, nằm gầm cầu, họ ngủ, họ không có tiền. Họ không có công việc, họ không có một cái điều kiện là tiếp xúc với mạnh thường quân để họ đổi lại cuộc sống của họ. Đấy. Thì giúp là giúp những trường hợp đó, hoặc giúp những người mà họ đau yếu bệnh tật già yếu đó, giúp những trường hợp đó. Thì đồng tiền quý vị mới đúng ý nghĩa, nó phát huy được cái giá trị nhân văn trong công tác từ thiện. Còn đằng này quý vị đang a vô cổ xí cho một thành phần người ta gọi là cái chó chê mèo chạy đó. Mà quý vị vẫn lao đầu vô như một con thiêu thân với sự dẫn dắt của đám YouTube này. Tôi hỏi quý vị, lòng từ quý vị đặt sai chỗ. Đấy. Và quý vị đang bị cái đám YouTube này nó xó mũi nó dứt đi, chứ không phải là quý vị đang có một lòng từ bi thực sự đâu. Đấy. Quý vị có từ bi, quý vị phải sáng suốt, có trí tuệ. Đằng này quý vị giống như bị bệnh đau đó, đi giúp tiền mà cái như thật sự tiền mà dục ra vô tội vạ để giúp cho những cái thành phần này. Trong khi đó, để mua trái cây của những cho thằng Trọng Súng để đi mà phân phát cho những người mà họ ngủ dưới gầm cầu, ngủ vỉa đường, ngủ cái như là công viên, mà quý vị cảm thấy là quý vị tự hào cho cái hành động thiện của quý vị thì tôi thua. Đấy. Một người họ bị bệnh đau thật sự họ còn suy nghĩ tốt hơn quý vị đó. Họ còn muốn cái như là giúp những người nghèo khổ thật sự, còn quý vị đang a vô cổ sĩ. Đấy. Sự thật mất lòng. Tôi nói thật thế. Còn mất lòng vướng ai nói chịu, còn vị nào cứ giúp tiền quý vị, nhưng tôi muốn nói rằng phải có một sự công bằng thật sự. Đấy. Đừng bao giờ mà để những kẻ mà nó gọi là xưng nó là trí thức, một thằng trí thức mà nó đi a vô cổ xí cho một gọi là một cái hành vi mà cả xã hội lên án. Đó, tôi hỏi quý vị, trí thức đặt ở đâu? Đó có phải là trí thức hay không, hay là nó đang dùng cái trí thức nó để nó lừa đảo cộng đồng? Thế những thành phần đó là cảnh bã. Cho nên ấy, người ta nó có tài mà không có đức thì là vứt. Nhưng có đức mà không có tài có thể đào tạo được. Đấy. Còn có tài không có đức là vứt. Còn có đức là có mà có tài, không có đức mà có tài thì có thể đào tạo được. Nhưng cái chúng ta cần là gì? Đức tài phải quyện toàn. Đấy. Đằng này thực sự nó đang a vua cổ xí giúp cho những kẻ cái siêng ăn nhắc làm cổ xí cho một cái hiện tượng như cả xã hội đang lên án. Tôi hỏi quý vị, đức độ đâu đó, tài năng đâu đó, đạo đức mau ra. Trên tôi hỏi quý vị, những hành vi này cần phải lên án, cần phải tẩy chay thực sự. Đấy. Còn khi nói ra cái sự việc phân tích ra tất cả mọi vấn đề, quý vị nói ông lang thang Sài Gòn này ông ngồi một chỗ mà sao là ổng kể như đi soi người này mối kia. Xin thưa quý vị nè, tôi không có thời gian để tôi đi quay thực tế
vì việc tôi nó nhiều lắm. Nhưng tôi không thể chấp nhận được những hành vi của băng nhóm này. Nó đang lừa đảo cả một cái cộng đồng. Nó đang dối trá cả một cộng đồng. Cho nên những hành vi đó nó cũng xuất phát từ những thước phim đó mà ra. Cho nên chỉ cần quý vị lướt qua thước phim quý vị thấy. Mà quý vị không thấy có người nói cho quý vị nghe là quý vị vui đâu. Mà quý vị đi ngược là chửi tôi là cái như nói là tôi đi môi móc. Cho nên vì sao? Vì sao mà những ngày vừa qua cái cao trào nó càng ngày nó càng như thế, càng ngày nó càng như thế? Vì sao? Cũng có những người mù mờ, cũng có những người mà a du cổ xí, nhắm mắt làm liều đưa chân đấy. Cho nên mới có tồn tại những cái thành phần này, nó mãi mãi như thế. Do chúng ta không có một cái sự mà thống nhất chung đấy, cho cái quan điểm là từ thiện thế nào, thiện nguyện ra làm sao, hoàn cảnh nào đáng giúp, hoàn cảnh nào không đáng giúp. Chúng ta chưa có một cái định hướng, chưa có một cái nhìn nhận rõ ràng thực tế. Cho nên quý vị cứ a du cổ xí. Đấy. Quý vị không biết đâu là đúng, đâu là sai. Đấy. Cho nên vì sao ngày những ngày vừa qua đấy, nó xuất hiện cái thằng mà thằng nhấp kheo, cái thằng đó thì thực sự ra tôi từng nói rồi, cái thằng này đứng chân hai hàng, đứng chẳng hạn. Đấy. Nói đường nào nói cũng được, đường nào nói cũng được. Nó không có lập trường, không có quan điểm. Đấy. Và tôi nói ra đây thì thực sự quý vị cũng nên hiểu rằng là tôi chẳng phải là cái tranh giành gì cái mạnh thường quân. Tôi cũng đã từng nói và cũng từng được rất nhiều mạnh thường quân cũng đã liên lạc để mà nhờ đi giúp một số bà con cần giúp. Đấy. Nhưng do thời gian tôi không có, cho nên tôi xin khước từ những vấn đề đó. Chứ không phải là tôi không có mạnh thường quân, không phải là tôi không kể như là đi giúp được. Đấy. Mà tôi làm theo cái khả năng của tôi. Đấy, theo cái thời gian của tôi có sẵn. Đấy, theo cái lịch trình của tôi đã ấn định. Tôi làm việc rất khoa học. Một tuần tôi làm việc bao nhiêu ngày, những ngày còn lại tôi làm những việc gì, tất cả đều hoạch định rất rõ. Đấy. Nên tôi không phải là một kênh YouTube chuyên nghiệp mà để đi làm cái vấn đề thiện nguyện. Đấy. Cho nên á, quý vị cũng nên nhớ rằng tâm niệm của tôi cũng muốn rằng có rất nhiều kênh YouTube đi làm thiện nguyện để giúp đỡ nhiều bà con. Nhưng làm phải cho đúng, làm phải có tâm. Đấy. Chứ tôi nói đây không phải là để tôi giành giật mạnh thường quân, hay là tôi xúc phạm, tôi chà đạp bất kỳ kênh nào. Nhưng tôi nói rằng những kênh nào họ làm không phải, tôi là cộng đồng mạng, tôi được quyền lên tiếng, tôi được quyền chỉ trích. Đấy. Và tôi làm không phải vào bất kỳ trường hợp gì, tôi cũng vẫn nhận búa rìu của dư luận bình thường. Đó là một sân chơi ở cộng đồng, nó phải công bằng như thế đấy. Đấy. Mình làm đúng thì thực sự ra là tất cả cái phần, cái phước là thuộc mình hưởng. Còn mình làm sai đó là xã hội đang chịu những gọi cái hậu quả của mình. Thì mình chịu cái áp lực của dư luận, chịu búa rìu dư luận, điều đó là đúng không sai được. Và những cái thành phần vừa qua nó đang đưa gia đình Trọng Súng lên một cái cao trào. Đó là một trong những là cái hệ lụy của băng nhóm này mà cả xã hội chúng ta phải gánh chịu. Thì chúng ta cũng phải là người ở cộng đồng. Đấy, chúng ta sợ rằng con cháu chúng ta sau này ảnh hưởng này đó, chúng ta được quyền lên tiếng. Lên tiếng để bài trừ tất cả những cái thành phần mà nó đang bu bám vô cái cộng đồng, đang bu bám tình thương của một số bà con để mà trục lợi. Điều đó là tôi nghĩ là tất cả mọi người chúng ta ai cũng có quyền lên tiếng cho điều đó. Vì chúng ta muốn bảo vệ cho một cái chân lý. Đấy, chúng ta phải bảo vệ cho được hai từ là thiện nguyện, hai từ từ thiện thế nào cho nó trong sạch, nó rõ ràng. Chứ không phải mờ mờ ảo. Đồng tiền người ta anh nhận xong rồi, bây giờ cái như anh đi làm chuyện tầm bậy rồi, anh nói là bây giờ cái như là người ta tiền anh, người ta gửi cho anh thì anh sẽ có một cách làm riêng. Cách làm gì cũng vậy, nhưng bất kỳ cách làm nào mà nó không có một cái giải trình, nó không có một cái mà gọi là rô rít trong vấn đề anh sử dụng đồng tiền của mạnh thường quân không đúng cái hoàn cảnh, thì lúc đó là anh không có cái gì mà gọi là cái như là anh làm minh bạch rõ ràng cả. Đồng tiền, nhất là đồng tiền từ thiện, minh bạch là phải có sự sao kê, phải có chi tiết rõ ràng, phải báo cáo, phải tổng kết. Đấy. Chứ làm gì có chuyện đồng tiền mà cái như là không có cái bản kê, không có tổng kết, không có cái những cái mà cái như là chi tiết thu chi, thì cái như làm gì cái chuyện trong sạch rõ ràng đó ra. Đấy, đó là một trong những cái mà na ná. Đó là một trong cái là ma mị, chứ nó không có trong sạch rõ ràng đâu quý vị. Quý vị cứ nghĩ kỹ đi. Quý vị ra chợ, quý vị cầm 500 ngàn,
Quý vị mua thì gì quý vị cũng phải nhẩn trong đầu mình, à mình mua cái gì, cái gì, cái giá trị bao nhiêu, cái đó là số tiền ít, đúng không? Nhưng mình cũng phải hoạch định rằng à, mình ra chợ đấy mình mua cái gì, đó là tiền của mình đó, thì mình cũng phải hoạch định như thế. Còn đây là đằng này anh nhận tiền của người ta, anh đi giúp người ta để trao giùm cho hoàn cảnh đó, hoàn cảnh kia, hoặc là những hoàn cảnh mà lỡ đường thì anh cũng phải có những cái bảng kê cuối tháng. Ừ, trong cái quỹ tôi nhận ông A, ông B, ông C bao nhiêu đó cuối tháng rồi, tôi xin tổng kết lại, xin gửi đến quý bà con là cái thế này thế khác. Đấy mới là minh bạch rõ ràng. Trường hợp ông A tôi gửi bao nhiêu, ông B gửi bao nhiêu, ông C gửi bao nhiêu, và trích ra trong những khoản tiền nào của bà con nào đấy. Và tổng quỹ bây giờ nó còn khoảng bao nhiêu đấy. Lũy kế cộng dồn lại tháng sau giải trình tiếp đấy. Thì tôi hỏi quý vị, đó có rõ ràng hay không? Quá rõ ràng. Còn những kẻ mà cái nhận tiền Mạnh Thường Quân, rồi bây giờ cái Mạnh Thường Quân quay sang mà cái hỏi là cái chửi như tát nước vô mặt, thì tôi hỏi quý vị, đó là một cái gì? Một trong những cái văn hóa chửi để lắng áp. Cho nên tôi nói ở đây không phải ganh ăn tức ở gì, mà nói ra để cộng đồng mạng, để tất cả bà con hiểu rằng bên cạnh đó vẫn có những kẻ còn u mê lắm, nó không hiểu được đấy. Và nó cố tình nó dẫn dụ, cố tình nó xoay chuyển trong mọi cái vấn đề. Nhưng cái hướng tôi đi là tôi vẫn bám theo hướng tôi đi đấy. Tôi nghĩ tôi là tôi không làm vấn đề gì mà nó có lỗi với cộng đồng là được. Còn những cái hướng tôi đi là tôi vẫn đi, tôi vẫn bám theo hướng tôi đi đến cùng đấy. Trên tất cả mọi sự việc những ngày vừa qua, tôi cũng muốn rằng có một cái sự lan tỏa của tiếng nói của tôi ở trên cộng đồng mạng, nhằm để cảnh tỉnh lại, nhằm để thức tỉnh lại những bà con họ còn mù mờ trong công tác thiện nguyện, trong công tác từ thiện đấy. Nhất là những bà con phương xa, họ cứ họ lầm tưởng kênh này kênh kia kênh nọ, họ gửi tiền nhiều không có cái sự xác minh, và cuối cùng tiền mất tật mang và niềm tin của gì mất. Người bị tổn thương nhất vẫn là Mạnh Thường Quân, người thiệt thòi nhất vẫn là người nghèo thực sự đấy. Cho nên không qua tất cả các clip của tôi mong rằng nếu bà con nào đã tiếp cận thì cũng nên cố gắng chia sẻ giúp tôi trong những cái mà quý vị có thể chia sẻ được đấy, để cho có sự lan tỏa. Và clip này tôi xin thưa quý vị, cho tôi kết thúc clip đây. Một lần nữa tôi kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye quý vị, hẹn lại quý vị trong những cái clip tiếp theo.